Ok, acc tiếp theo là XXX Father. Rồi acc này quay vào Watch kênh 1 mấy anh em ơi, có đá đồ hết chưa, có tướng có đá đồ hết chưa. Rồi còn dư 2 đá, à, dư 2 đá ra hồn sớm thì ngon à, khoảng 120 à. Đợt này thấp hơn đợt skin mà mấy anh em, đợt skin tới 400 view lượng, đợt skin coi đông hơn. Cái này mà rơi chúng được Tết á, coi còn đông nữa. Không mà năm nay mấy ông biết cái năm mà tự nhiên tắt cười đó mấy anh em. Cái năm mà Vinagame nó ra sự kiện mà tôi đi chửi Vinagame với sự kiện Tết mà, sự kiện năm con thỏ á. À, bình thường kênh cái like có 10 người xem mà, 10 15 người xem mà. Đủ đi chửi Vinagame cái vô phát đủ kênh 300 người xem, xong rồi hết chửi cái kênh về lại 10 người xem. Má, ngày xưa nó vậy á, má ảo vãi à. Trời ơi, đủ nổ cái đùng cái mà tưởng đâu cái hồn không à. Làm hết hồn anh trai. Ôi Tết mà con điên bóng mà chắc mẹ Tết rồi, mẹ hơn á. Hơn là Tết này không phải là con điên bóng á, Tết này mà con điên bóng chắc quay từ 8 giờ tối quay tới sáng hôm sau luôn á, thiệt. Không, nếu mà như mà ra điên bóng thiệt á thì quay 2k mấy anh em, quay một ca sáng một ca tối mấy anh em ơi. Thiệt. Nếu như mà ra điên bóng á là quay một ca sáng một ca tối á. hai phát nữa là nổ, hai phát nữa là nổ, coi thử nổ ra gì, hai phát nữa nổ. À, bây giờ ngày xưa còn có ông Hiếu thì có ông Hiếu với ông Thái thì còn góp vốn cho con Phượng được. Mẹ đợt này con Bugi thì hết ai góp vốn rồi mấy anh em, mà Thái thì bây giờ nó nghỉ game rồi, sếp Hiếu thì biến mất luôn rồi, giờ Bugi tầm xa bờ mấy anh em. Đây rồi, giờ cái hồn hay là viên đá? Viên đá hay là cái hồn? Trời ơi, bảo hiểm rồi em ơi. Bảo hiểm rồi. 100 bao nhiêu, 120, vừa khít 120 luôn ạ. Thái nghỉ lâu rồi mấy anh em, Thái nghỉ lâu rồi. Thái nó nghỉ được 2 tháng nay rồi. Trời ơi, vẫn là Phúc. Sự khác biệt của hai Phúc. Chi buồn cùng Phúc Trần. Hai thằng tên Phúc đăng ký số thứ tự 12 luôn à. Nó đăng ký số thứ tự 12 luôn rồi mấy anh em. Phúc Anh, Phúc Em mấy em à. Ồ đủ, mà đừng nổ thêm cái hồn mấy cuối nha. Nổ thêm viên đá đi, đủ tôi thấy cái màu nổ thêm cái hồn nữa mấy ông, mà thà đừng nổ mấy anh em. Thiệt, thà đừng nổ quay tới cuối luôn 180, đừng nổ, đừng có lưu luyến gì trần đời thêm hết đó. Thiệt. Tôi sợ phép này nó nổ quá, tôi sợ phép này nó nổ quá mấy ông, mà thà đừng nổ 55/80 nè. Thiệt, thà đừng nổ chứ tôi nổ tôi thấy đau đớn quá. Nổ này chắc chắn là ra cái hồn luôn rồi, phép sau rồi nó mới lệch được, còn phép đầu rồi nó không có lệch mấy em. Chắc chắn luôn rồi, ra cho khỏi trần đời, khỏi quyến luyến trần đời, trời nó ra thiệt mấy ông à. Đậu. Không nổ hai được mấy em, khó nổ hai lắm. Trời, không nổ hai được mấy em. Ok, 180 vé bảo hiểm mấy em ơi. 2 phút. Ở đây nè, top 2 luôn mấy anh em. Top 2 cụm luôn nè. Top 2 cụm. Trừ 1 phút. À, để coi thí sinh tiếp theo mấy anh em ơi. Ok. Ặc này là ặc NX quý X3. Rồi, chỉ nữa mấy anh em, ặc này thì quay vào Watch kênh 1 nó nâng đá rồi vô hết chưa. Rồi, ặc này quay 180 à. Ặc này quay 180 à. Rồi ok, chỉ thôi mấy anh em, ặc này quay 180 à. Không có đá, không có gì hết nha, không có đá, không có tướng luôn nha. Trời ơi. Nếu như mà thật sự nha,
là tôi mà sau này mà nếu như mà tôi có làm mấy con game mà nó dạng game nhập vai á, thôi chắc nếu làm game nhập vai mấy em đi làm game gacha thôi, tại vì làm game nhập vai á, làm game nhập vai á nạp tiền nhiều lắm. Thôi nhập gai thì chắc có ông nào mà top 1 server xong rồi cũng cày mình vô mình chơi ké cho mình làm content này được, chơi ké xong mình đi gáy mấy em, má thích cái vụ mà chơi ké xong đi gáy đó. Vô nữa à, trời làm xong làm mấy ông nội mẹ quanh bên mình vô tôi chơi cả buổi chiều luôn mấy ông, độ mấy ông đâu có biết đâu, độ buổi chiều tôi ngồi tôi dọn nhà xong tới 4 giờ mẹ tôi ngồi tôi chơi quanh bên mình tôi chơi tới 6 giờ xong rồi nãy tôi dậy trễ tôi ăn cơm trễ rồi giờ tôi ngồi tôi ngủ đó, tôi ngủ từ 6 giờ để có sức tôi ngồi tôi like cho nó tươi tắn đó, tôi ngồi tôi ngủ từ 6 giờ tôi ngủ tới 7 giờ rưỡi xong tôi nấu ăn trễ 7 giờ 40 xong tôi nấu ăn trễ tôi ngủ một chút đó mấy anh em. Ặc này quay bảo hiểm mà, ặc này không có đủ đá đủ bí mấy anh em, ặc này quay bảo hiểm mấy anh em ơi. Ặc này không có cái gì, ặc này không đá không ấy luôn mà, ặc này quay bảo hiểm mấy anh em à. Rồi, quay bảo hiểm nhưng mà ra đá sớm vậy đây nè, đây nè, ra hồn rồi nè. Đây nè, mới có 120 ra hồn rồi nè. Đây nè, 130 ra hồn rồi nè nhưng mà không có đủ đá mấy anh em ơi. Không có đủ đá, ặc này không có thứ gì hết á, không có đủ đá. Thiếu một viên đá nữa. Là phải quay bảo hiểm á. Mặt này có tướng chưa vậy? Trời ơi, chưa có con tướng luôn à. Ôi đủ. Trời anh trai ơi, đủ á. Bây giờ phải quay đi kiếm tướng nữa à. Trời mới nói có luôn. Trời ơi, đủ. Căng gì đâu, căng mấy ông. Tôi có bao giờ tôi quay tạch tướng đâu mà lo. 160 đúng không? Chầm mới 140 à. 140 mà giờ nổ thêm viên đá nữa thì ngon ha. 150 nè. 150 nè, 160 nè. 160 nè. 170 nè. Chừng nào có bảo hiểm tương lai không biết mấy anh em. Đáng lẽ là tới con MK là có bảo hiểm 300 rồi mà server Việt Nam không cập nhật cái này chịu. Cái này là do bên server nhưng cái này là do server nha mấy anh em. Cái này là do server. Cái này ở bên server C rồi tới lúc con MK nó đã có bảo hiểm 300 rồi. À, cái này là do server mấy anh em. Cái này là do server nha. Bảo hiểm 300 là bảo hiểm nó cho từ móc 180 nó cho tới móc 300 là nó cho thêm hai viên đá với lại một cái hồn nữa. À, ở móc 50 nó cho con tướng mấy anh em, ở móc 50 nó cho con tướng nữa. À, mấy anh em không có lo cái chuyện tạch tướng là mấy anh em không bao giờ tạch được V1 á. Không, tôi nghĩ là chắc tới UG mới có luôn á. MK mà đã không cập nhật thì thôi chứ. MK mà đã không cập nhật thì thôi chứ điên bóng hay sao cập nhật được. Rồi, ok, ạc tiếp theo thôi. Rồi, ok, ạc tiếp theo, ạc mai bờ ra. Mấy ạc bên CVC quay cuối cùng vậy mấy em, mấy ạc bên CVC quay cuối cùng mấy em. Rồi, ạc này chưa coi cái đắp đá rồi nữa, ạc này ra hồn là ngưng đúng không? Đặt này chỉ cần ra hồn là ngưng thôi. Ôi không đá không hồn luôn quay bảo hiểm à. Thiệt luôn. Ôi không đá không viên nào luôn. Rồi quay bảo hiểm là ok. Quay bảo hiểm luôn là liều vậy. Bảo hiểm à. Bảo hiểm thì chiêu mấy anh em ơi. Bảo hiểm thì chiêu. Tôi thích mấy ạc như gì lắm. Chiêu không áp lực. Nói chung là tầm con cỡ tầm 18 cho tới tầm 18 cho tới nói chung là bây giờ chỉ thì tôi không biết nha. Ngày xưa thì tôi 18, còn mà mấy ông mà chắc bây giờ chắc là 14 là đã mẹ học quy tắc bàn tay phải bàn tay trái rồi. Ngày xưa thì tôi ngây thơ lắm, ngày xưa thì tôi không có tiếp xúc với internet với lại điện thoại mấy cái văn hóa phẩm đồ trị.
cái gì cái thì ví dụ như vậy, bây giờ tôi hỏi nè, ví dụ như là không có chuyện mộng tinh thì nó bình thường mấy anh em, ví dụ không phải mấy em cai là gì, nói chuyện mộng tinh là chuyện bình thường, cứ để cho nó ra, đừng có ép nó cái gì đó. Ví dụ như là mấy anh em, mấy anh em cứ ra bình thường, xong rồi mấy anh em cứ thoải mái lên cuộc sống, mấy anh em đi tập thể dục, mấy anh em yêu đời, mấy anh em sẽ có tinh thần học hỏi học tập đồ hơn, mấy anh em sẽ tràn trề năng lượng đồ hơn. Còn cái kiểu là có hai dạng, một dạng là bị gọi là trong đầu tư tưởng lúc nào nó cũng bị vú đít á, nó khác. Còn một loại là mộng tinh tự nhiên nó khác. Tôi nói là mấy anh em tìm hiểu đi, mấy anh em sức khỏe đi, mấy anh em tìm hiểu đi là mấy anh em sẽ biết được gà. Nói chung là đi tìm hiểu đi mấy anh em, tôi nói mấy anh em tìm hiểu đi, chứ nói như này thì nó hơi dơ nha. Không, mà mấy anh em kiểu như là tự nhiên thì nó sẽ thứ gì đó nó cũng sẽ tốt hơn là cái thứ gì đó mà nó ép buộc. Trời độ quá, mấy ông ngắm trai mà mấy ông mộng tinh là tới công chuyện luôn á. Trời, ba mẹ mấy ông biết, ba mẹ mấy ông buồn đó. Ơi đừng vậy mà mấy huynh, đừng. Trời ơi Khang ơi, đụ quá mày đừng đi ngắm. Rồi đụ quá tôi thấy Khang ơi, đụ mày đừng nói mày ngồi mày coi tao xong tối mày về mày nứng. Rồi Khang ơi đừng nói mày ngồi mày coi tao đụ quá, gì tao đẹp trai xong rồi tối mày về mày lấy mặt tao ra mày thủ dâm là nghe nó dơ lắm á Khang. Nữa lại tù nhân du hí đang nói tới câu chuyện BD xong ra tù nhân du hí nữa. Có buồn quỳ gì đêm nay ra hoài luôn mấy ông à. Mấy nó thiệt luôn á. Má nó ám cả một đêm luôn à, cay thiệt. Đang ngồi nói chuyện BD vô giấy nhau xong rồi nó vô tù nhân du hí mấy ông à. Rồi ok 180 giấy à. Đặt này quay bảo hiểm mấy anh em, bảo hiểm phát cuối cũng không nổ kịp, không nổ được phát cuối luôn à. Nhưng mà lời đá, lời được đóng đá, nổ đá sớm, lời được một viên. Rồi mới về hên quá. Cho nên là ông nào mà có người yêu trong giai đoạn đi học đỡ lắm thiệt. Anh quay 180, anh quay anh nói 180 là 180 mẹ, anh đâu quay Awakening 2 đâu.